Bà nội và cha mất cùng ngày, thượng úy công an không thể về chịu tang. Sáng ngày 16 tháng 6, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức bàn thờ vọng để Thượng úy Lê Nhữ Hoàng, cán bộ tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ chịu tang bà nội và cha của mình. Thượng úy Lê Nhữ Hoàng, quê Thanh Hóa, là một trong 220 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ, đóng tại Thanh Hóa, được tăng cường hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19. Và tại đây, Thượng úy Hoàng được phân công về làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang. Chiều ngày 15 tháng 6, Thượng úy Hoàng nhận tin buồn bà nội 98 tuổi qua đời tại quê nhà do tuổi cao sức yếu. Tiếp đó, đến 19:30 cùng ngày, cha của Thượng úy Hoàng trong khi nhập quan cho mẹ bị đột quỵ và qua đời ngay sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Được biết, cha mẹ Thượng úy Hoàng sinh được hai người con, người anh đang làm công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang bùng phát dịch nên cũng không thể về quê chịu tang. Và vợ của Thượng úy Hoàng không có việc làm ổn định, hai con thì còn rất nhỏ. Để đảm bảo phòng chống dịch, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 đã cử một tổ công tác đang làm nhiệm vụ ứng trực tại tỉnh Thanh Hóa về thành phố Sầm Sơn để cùng tổ chức lễ viếng, an táng cho bà nội và cha Thượng úy Hoàng. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Công an các huyện, thành phố, các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang, xã Thái Đào đã đến viếng, chia buồn và động viên Thượng úy Lê Nhữ Hoàng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.